Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh của Sơ Gia Ban Hàng Nhật. Các bác vừa nghe một bản nhạc cũng như là cái cách trình diễn của em đồng hồ Senko này. Vì sao nói là cái biểu cách trình diễn cũng như là cái biểu diễn của chiếc đồng hồ này, bởi vì nó rất là độc đáo. Khi mà tròn giờ thì mặt đồng hồ sẽ mở tách làm 6 như các bác xem ở đầu clip, và đồng thời là các thiên thần ở bên trong. Đây, các bác nhìn lại, các thiên thần ở bên trong sẽ cùng hoạt động xoay theo vòng tròn, xoay theo điệu nhạc rất là độc đáo. Và phần cánh hoa ở bên trong nó cũng xoay theo cùng luôn. Đây, ở bên trong rất nhiều màu sắc bắt mắt, được trang trí rất là nhiều pha lê Swarovski này mọi người. Mỗi một thiên thần cũng như là một cái bộ phận xoay ở bên trên đây đều được trang trí toàn bộ bằng pha lê Swarovski màu xanh cũng như là màu hồng, tương xứng với cái bộ phận xoay. Để làm ra chiếc đồng hồ này thì mất rất là nhiều công, và cái chiếc đồng hồ này giá xuất xưởng của nó cũng cực kỳ cao. Em nhớ không nhầm là em này là hiện tại bây giờ là hơn 70.000 yên mọi người nhé. Không những là nhạc đánh mà khi mà không những mà đồng hồ xoay, mà khi mà tròn giờ thì các bộ phận ở phần bên dưới này đều được trang bị những cái ánh đèn để nhảy theo nhịp nhạc, nó thêm phần độc đáo hơn, sôi động hơn, cũng đẹp mắt hơn. Cái này thì mắt các bác an tâm là ban đêm sẽ đều có toàn bộ mắt cảm biến ánh sáng, không làm phiền giấc ngủ của mọi người. Đây mọi người nhìn những cái cánh này, cánh của thiên thần này đều được trang bị pha lê rất kỹ càng luôn. Cái này họ làm cực kỳ kỹ để cho mình từ góc độ nhỏ nhất nhưng mà mình trưng ở trong nhà làm sao để nổi bật. Không chỉ là để xem giờ mà nó còn lại là một cái đồ để co trang trí trong gia đình nhà mình. Cái bộ phận lắc xoay cũng làm rất là kỹ. Ít những cái chiếc đồng hồ nào được làm kỹ như thế này. Size của em này cũng rất là to, size 57 x 32. Size cực kỳ lớn mọi người nhé. Mọi người trưng ở các không gian to đều rất là phù hợp. Cái màu của nó cũng điệu. Cái màu này là màu vân đá mọi người ạ. Cái màu này thì không phải, rất ít gặp, nói chung là rất ít gặp. Cái vân đá ở hai cạnh góc hai bên đây. Cái phần chỉnh giờ thì ở bên này, và cũng như là cái bật tắt chuông. Mọi người không thích nghe chuông thì mình có thể tắt đi, nhưng mà mình cứ để chuông, bởi vì là đêm nó cũng đêm, hay là những cái lúc mình ngủ mà ánh sáng không đủ thì nó cũng sẽ không kêu, không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình mà. Vừa rồi thì em vừa ấn cái nút monitor này để cho các bác thử nhạc. Còn bình thường là tròn giờ nó mới đánh mọi người nhá. Mọi người lưu ý. Vừa rồi thì shop Sơn Japan đã giới thiệu cho các bác một em đồng hồ mở mặt dòng phiên bản cao cấp của hãng Senco. Các bác mà muốn biết thêm thông tin chi tiết về em đồng hồ này thì có thể inbox trực tiếp qua Facebook Sơn Japan Hàng Nhật, hoặc là truy cập website hangjapan.vn để cập nhật các sản phẩm mới nhất. Mã của em đồng hồ này là 431 mọi người nhé. Mọi người có thể tham khảo trên tất cả các kênh bán hàng của shop. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các clip tiếp theo.